Ôi dồi ôi, để chơi được cái màn update tiếp theo chúng ta phải chơi lại từ đầu nữa em. Mà bây giờ cái bản đồ nó đổi hết trơn hết rồi luôn. Quá trời quá đất ha. Nó làm tôi choáng váng với cái bản cập nhật của nó quá anh em ơi. Đi thế nào? Ôi dồi ôi. À, không chết anh em hơn quá. Trời ơi, game tới đây còn bug nữa. Giờ chỉ reset chơi lại từ đầu. Mà nhớ đấy, với cái thằng làm game nha. Nope. Ý, respawn được, reset được hả? Giả vờ thôi chứ tôi biết mà anh em nha. Dễ gì chơi lại từ đầu. Ôi, hay quá. Anh em nhớ xoay ngang cái màn hình đi dễ nhảy nha. Hai em nhá, đang dầu sôi lửa bỏng ném chạy đi, chị không chào được đâu. Ủa, ở đâu bạn đi ra? Ở đây có cái đường bí mật à? Ôi, chơi đến đây. Đang cần cái chìa khóa. Tuyệt vời anh em, có một lối đi bí mật ở đấy. Sao những tôi xanh lè ửng đỏ lên vậy? Escape rồi, mở ra. Đằng sau bốn cánh cửa này sẽ có một cái gì đấy. 1, 2, 3, 4. Đi số 2 nha anh em. Hả? 3 2 1 Countdown rồi, đếm ngược. Wow, đẹp quá. Lần đầu tiên thấy có một bức tranh nó có màu anh em. Ai đang đứng ở đây này? Không bấm được. Nhạc rất là... Nó làm gì đâu? Thoát rồi cũng thế này. Đây chapter 2 đây. Trời ơi, thắng xong nó mới qua được chapter 2 nha anh em. Ủa, tôi vẫn cầm cái xô này. Ý. Wow, giống như một cái phòng trà anh em. Không biết ai là ca sĩ đây. Ca sĩ Trâm Bạc Ma. Chapter 2 lên thang máy. Tăng. Rồi lên thang máy. Sao tự nhiên giờ nhớ tới game đó vậy anh em? Call or die, chapter 2. Có cái đường dây gì này? Ủa, nó chạy kia cái con gì đây? Con nào khác nữa anh em ơi? Nó lùn hơn. Nó có thể len lỏi. No, tôi không có màu anh em ơi. Tôi không có màu. Yeah. Staff only. Có phòng cho nhân viên à. Ra là game này vẫn có cốt truyện đằng sau anh em ơi. Dạ. Ôi. Nó biết len vô luôn anh em ơi. Ghê quá. Bản đồ chapter 2 này có vẻ nó hẹp hơn á anh em. Có ai đang cặp tu vít không cho tôi đi ké với. Ý ôi, interact được. À, tối quá thì mình tới mình bật lên để nó đèn sáng dưới ống. Ý ôi, con gì vậy? Như con nhện anh em. Kìa kìa, nó nhảy tưng 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 tưng. Yeah. Chắc là mất máu mình ấy. Trời ơi, có bà nào bật đồ công chúa vô đây chơi đó anh em. Bật đồ công chúa đi vô tô màu thì chịu nổi không? Có bà bận váy vậy. Ê, tu vít. Có anh em cầm tu vít nè. Hello. Đi chung bạn ơi, bạn Queen. Queen ơi, đi chung đi. Có vẻ bạn cũng không biết đường luôn anh em ơi. Hồi nãy hay quá, gặp bạn cứ biết luôn. Rồi, lấy được một cam. Đây, cam đây. Ngon. Đúng rồi, cam nó đi chung với tím. Rồi, chúng ta lấy được màu vàng. Ơ, bạn kia đâu rồi? Cho mình đi ké với nha. Ủa, vô đây làm gì với bạn? Ở đây có nhiều lối đi bí mật lắm. Đây, ôi ôi, thấy màu vàng rồi. Ủa, có thuốc nổ anh em. Thuốc nổ, nổ ở đâu vậy? Ôi ôi, cho mình đi chung với Michi. Rồi, bạn ấy đi luôn rồi. Thuốc nổ, đây, chỗ này đây. Bùm nhé. Rồi, vô chuỗi. Đi gì ghế này. Lúc nãy là mình nhảy ở không gian. Lúc nãy mình nhảy ở không gian 3 triệu đường thẳng anh em. Bây giờ nhìn nó lươn lẹo dễ sợ luôn. Y chang cái thằng làm game luôn nhá. Dám cho tôi bớt nhá. Ok, lấy được xanh lá rồi anh em. Xanh lam nằm đây á. Xanh lam nằm ngay cái chỗ mà chúng ta đã hút rổ ấy. Tạt nhanh. Rồi, qua luôn. Lấy được cái này để đào rồi anh em ơi. Chỗ này cũng phải móc à. Đào ngay chỗ có cái bậc thang ấy. Đây, trung tâm sẽ có mấy cái dây ở đây đây. Cái gì rối rối, ôi nó tới kìa. Đó, chỗ nhiều dây, chắc chắn nằm đây. Ý, đập ra da. Ủa, trời ơi, bây giờ nó cong vòng luôn. Nó không lươn lẹo mà nó cong luôn anh em ơi. Đi dự tụi này an toàn anh em. Từ từ thôi, dục tóc bất đạt nha. Rồi, lấy được xanh lá, cái xanh lam. Ơ, làm gì đấy, nó làm gì đấy. Ôi anh em sao vừa dễ thương, sao giờ lục tẹt rồi, nãy cao lắm mà. Thôi, tôi đi đây, vô đây nè anh em ơi.
Chỗ này có cửa xanh lam đây. Rồi, cửa xanh lam. Lấy được màu xanh dương. Hi. A few moments later. Trời ơi. 12 seconds later. Làm gì đứng kế tôi này? Hên quá. Xanh dương, xanh dương. Rồi, thấy cái đuốc rồi em ơi, ngon. Đi, đốt. Đốt được mạng nhện. Tôi ra được màu tím. Màu tím về cái chỗ trung tâm thôi anh em. Đi theo sợi dây này để tìm ra. Đây, 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 đây. Sao càng ngày nó càng tối á này. Rồi, có cái chỗ này mình về khu vực staff, nhân viên. Ý, hồi nha. Đấy, thấy rồi. Nhặt lên. Có một cái cửa đây. Bây giờ chơi vòng tròn anh em. Hết công bây giờ chơi tròn luôn nha. Mấy vòng tròn đang xen vào nhau là biểu tượng của Olympia á anh em. Đây, thấy cửa rồi anh em. Trời ơi, anh em nhìn mấy này này. Wow. Nhìn nổi xuống dưới thì sợ độ cao lắm luôn ấy, ghê quá. Ừ. Từ từ á, nhích thôi, nhích thôi. Rồi. Đúng rồi, rất tốt. Đi từ từ, ngon. Dễ quá. Tôi lấy được cái ba toàn anh em ơi. Mình khèo, hình như mình khèo cái tầng hầm lên á. Đây. Ôi ôi, tìm mấy giờ mới thấy. Rồi, mình xuống được cái tầng hầm anh em ơi. Sao nhiều màu vậy? Sơn nó đổ lum trơn á này. Sao vịt máu vịt xanh sao bây giờ tùm lum màu vậy? À chắc không có gì. Rồi mình đi sơn màu hồng thôi. Ok. Ủi màu hồng đây. Ngay chỗ cửa trung tâm chạy ra. Tạc vô. Có một chìa khóa. Ê, mở cửa nào ta, tôi nhớ nhiều cửa nó đi dùng chìa khóa này lắm luôn á. À đây, ôi. Tìm được cành cỏ thứ 13 anh em. Cành cỏ vàng trong làng quả sĩ đấy nha, trong bạc ma đó. Đây, 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 cái chỗ 13 cây cỏ nó mở rồi anh em. Ôi. Đẹp đó. Giống như một bầu vũ trụ anh em. Đó, tôi phóng lên cho anh em xem. Toàn là ngôi sao thôi. Diệu kỳ chưa? Đây hết đường rồi. Ngôi sao hồng và ngôi sao xanh và ngôi sao cam. Không gian như có vẻ như vô tận luôn anh em. Xa xa có cửa đây đây đây. Cái thùng sơn của tôi đây này. Đi, lấy được thùng sơn. To reach the end you must see the beginning. Hãy về lại nơi bắt đầu anh em nhá. Bây giờ có khi chết về nó nhanh hơn anh em nhỉ. À ha, thấy rồi. Tạc lên nào, tạc lên nào. Complete the game, hoàn thành thôi. Lại 4 cánh cửa anh em. Hôm nay tôi chọn 2 đúng không? Bây giờ tôi sẽ chọn 4 nha. Ủa, lại countdown 2 giây. Là nhảy à. Ơ kìa. Nhảy lên khối là phương anh em. Đâu này, hình chữ nhật chứ. Ôi ôi, tôi không thấy cái đích đến của mình luôn á. Đây từ từ thôi. Cái này chỉ có một mạng thôi. Yeah. Ok. Baby. Riết rồi. Tới rồi anh em ơi. Hả? À, tới nè. Ok. Ôi nước ngập, nước ngập. Trời ơi, nước tràn lên rồi. Sao tôi quá không được. Ơ à. Là thắng chưa? Ơ à, là thắng rồi đó anh em. Kiểu này nó chơi, nó trêu mình thôi hả? Bấm về sảnh là chúng ta sẽ bị như thế này anh em. Có vẻ là chúng ta đã bị nước lũ nhấn chìm luôn. Ok, rất cảm ơn anh em theo dõi. Chúc anh em có ngày tốt lành. See ya.